Ngày 4 tháng 2, Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ cho đoàn viên công nhân, người lao động trên địa bàn huyện. Tại đây, Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú trao tặng trên 640 xuất quà cho đoàn viên là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 340 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi và một căn nhà mám cộng đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở tại xã Tân Hiệp. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hỗ trợ cho công dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm hơn. Cũng tại chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ, Liên đoàn Lao động huyện còn trao tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã nghỉ hưu. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Khoa An Tâm trao tặng 7.000 phiếu giảm giá 30% chăm sóc răng miệng tại công ty và 3 triệu cho quỹ an sinh xã hội của huyện.